xin lỗi tất cả mọi người. Đình Hải thì có một chút việc riêng, bây giờ mới bình luận lại được. Điểm cho Bắc Giang 8-5. Bên Sao Đỏ có ý kiến với trọng tài nhưng trọng tài rất cương quyết, vẫn điểm cho Bắc Giang. Điểm bây giờ là 5-8. Gì vậy? Hai đội rất hiểu nhau về tất cả các mình đánh, nên diễn ra những cái đường bóng rất dài. Xin bóng đánh đi trước này. Điểm cho Bắc Giang. Trọng tài vẫn quyết định là điểm cho Sao Đỏ. Điểm bây giờ là 9-5. Và phạt chắn rất tốt của đội Bắc Giang. Điểm 6-9. Lỗi của Sao Đỏ 7-9. Bắc Giang phát bóng. Tiếp tục một pha bóng đập rất tốt của số 7 của đội Bắc Giang. Điểm cho Bắc Giang 8-9. Tiếp tục là số 7 Bắc Giang xuống phát bóng. Pha đập rất mạnh của Sao Đỏ. Tiếp tục là hai bóng, trọng tài cho hai đội đánh lại. Phát bóng lại cho Bắc Giang. Pha nhảy truyền rất tốt của Bắc Giang nhưng mà số 1 Bắc Giang đánh không tốt. Điểm cho Sao Đỏ 10-8. Pha bỏ nhỏ rất tốt của Bắc Giang. Điểm cho Bắc Giang 9-10. Đánh từ bước 2 không thành công của Bắc Giang. Điểm cho Sao Đỏ 11-9. Chắn bóng tốt của Sao Đỏ. Bắc Giang sang bóng an toàn rồi. Pha chuyền bóng hơi lở. Bắc Giang phòng thủ tốt. Sao Đỏ phòng thủ tốt. Ai đây? Pha đập bóng rất tốt của Sao Đỏ. Chạm chắn rơi ra ngoài. Điểm 12-9. Sao Đỏ phát bóng. Đập bóng rất mạnh nhưng thủ không kém. Đội Sao Đỏ cũng rất toàn diện. À, đánh lách chắn rất tốt của đội Sao Đỏ. Cái chân
không cứu được bóng rồi. Điểm cho Bắc Giang 10-12. Không tốt, nỗ lực không thể cứu được đường bóng đấy. Điểm cho Bắc Giang 11-12. Không có lưới. Trọng tài bắt lỗi chạm lưới của sao đỏ của Bắc Giang. Điểm 13-11. Và đập rất mạnh, bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho Bắc Giang 12-13. Pha tổ chức đánh chồng không thành công của sao đỏ. Tiếp tục chạm chắn ra ngoài. Điểm 13 đều. Đội sao đỏ đã xin tạm dừng hội ý lần 1. Chậm rồi, vậy là không bóng chưa? Quá giải là người ta tổ chức thôi. Cứ vào chủ nhật rồi. Anh Minh ơi, bán kết là bảng nào đánh bảng đấy bốc thăng. Đấy, 10 triệu kìa. Nhớ đây 1-1, 2-2, 4 đồng đó. Đúng đồng thắng thì sẽ gặp một người anh có cái đồng đó. Anh sẽ lên từ đầu. Đá hết dầu ý, hai đội vào thi đấu. Điểm đang là 13 dành cho cả hai đội. Quá lợi thế luôn. Pha in ấn rất tốt của đội sao đỏ. Từ số 5 in ấn vào đúng số 5. Điểm cho sao đỏ 14-13. Trọng tài đã có nhắc nhở cho số 5 của đội sao đỏ. Sao đỏ phát bóng. Phạt đánh nhanh. Phạt bỏ nhỏ rất hay của sao đỏ. Phá chắn không thành công của đội Bắc Giang. Điểm cho sao đỏ 15-13. Sao đỏ phát bóng. Phá đập rất mạnh của đội Bắc Giang nhưng không qua được tay chắn của sao đỏ. Điểm cho sao đỏ 16-13. Sao đỏ phát bóng. À, bóng rất nhẹ nhàng. Và gần như là ném bóng của sao đỏ nhưng trọng tài không bắt. Bóng sang an toàn. Tiếp tục là bò nhỏ. Chắn bóng rất tốt của sao đỏ. Điểm. Đánh nào chứ phải. 17-13. Sau khi sao đỏ xin tạm dừng hội ý đã lên được 4 điểm liên tiếp. Trận bóng rất tốt của sao đỏ. Điểm 18-13. Sau khi sao đỏ xin tạm dừng hội ý đã ghi được nhờ liền 5 điểm. Đội Bắc Giang đã xin tạm dừng hội ý. Mà
giải bóng chuyền hơi nữ trúc lần 3 lứa tuổi U35 cộng. Nhưng nền tảng của các cầu thủ rất khỏe. Máu là đi thôi à. Sao Đỏ phát bóng, tỷ số giờ đang là 18-13. Bước 1 không tốt, sang bóng an toàn rồi. Và dùi bóng về cuối sân, hai đội đang đánh rất an toàn. Không tốt rồi, cố gắng cho bóng sang sân nhưng không sang được. Điểm cho Sao Đỏ 19-13. Chắc chắn là khó rồi. Điểm đã là 20-13. Cơ hội để mà thắng trận này của Bắc Giang thì quá khó rồi. Vâng, anh về Hải Phòng à? Vâng, ok anh. Điểm 14-20 Bắc Giang. Và sang bóng an toàn của đội Sao Đỏ. Một pha đập bóng rất mạnh của Bắc Giang nhưng bóng ngoài sân. Kết thúc trận đấu, Sao Đỏ thắng Bắc Giang với tỷ số 21-14. Anh Đạt ơi, em là em trai của anh Thuận nhá. Nay là chưa đội về là liên hoan, hôm nay là uống bia nó hơi nhiều, giọng nó hơi bị khàn một tí. Ngọc kìa. Đấy. Chưa có làm tí rượu nào không đấy. À đây. Cho em mượn ý nửa tí. Xét hai giữa Sao Đỏ. Vâng, đúng rồi. Và Bắc Giang. Đấy, cho mình mà Bắc Giang phát bóng. Điểm hai đội đang là 0-0. Pha đánh nhanh rất tốt của Sao Đỏ. Sao Đỏ rất nhiều miếng đánh. Điểm đầu tiên dành cho Sao Đỏ 1-0. Và phát bóng rất khó chịu. Pha đập bóng rất tốt, bóng trong sân. Điểm cho Bắc Giang. Có 2 công thôi nhá. 1-1. Và thiếu tập trung của Sao Đỏ. Gọi bóng nhưng không qua được tay chắn. Điểm cho Bắc Giang 2-1. Có lỗi.
Cứ bóng rất tốt. Hàng đầu bóng rất mạnh của Sao Đỏ nhưng qua không qua được tay chắn. Một pha vào nhỏ. Cho điểm mất rồi. Tiếp tục là chắn tốt của Bắc Giang. Điểm 3-1. Một pha chuyền không mảnh, chuyền của chuyền hai đâm nào mất đà rồi. Pha chém bóng về cuối sân rất tốt của Bắc Giang. Điểm 4-1. Sau khi để Bắc Giang dẫn trước với tỷ số 4-1, Sao Đỏ xin tạm dừng hội ý. Đội Sao Đỏ có sự thay đổi người. Số 86 là công rất tốt của Sao Đỏ, nhưng chắc là vì nền tảng thể lực không đạt được nên đã phải xin ra ngoài nghỉ. Sau khi hội ý, đội tỉnh Bắc Giang đã phát bóng không qua lưới. Điểm cho Sao Đỏ 2-4. Chắn bóng tốt của Sao Đỏ. Điểm 3-4 cho Sao Đỏ. Pha đập rất mạnh của số 5, rất nỗ lực cứu bóng của đội Bắc Giang. Bắc Giang có ghi được điểm sau cái nỗ lực đấy không? Cứu bóng rất tốt nhưng lại đánh bóng không tốt. Điểm tiếp. Điểm 4-4 cho Sao Đỏ. Chắn bóng rất nỗ lực cứu bóng. Bóng sang được rồi. Rất găng. Một pha đập bóng rất tốt của Sao Đỏ. Bóng trong sân. Được. Sao Đỏ 5-4. Bỏ nhỏ của Bắc Giang. Trọng tài bắt lỗi nâng bóng của Sao Đỏ. Điểm 5-1. Tuy có tâm mình nhỏ bé thôi nhưng khi anh tay vào số 86 anh cũng rất hoàn thành nhiệm vụ. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng không qua được tay chắn của đội Bắc Giang. Điểm 6-5 cho Bắc Giang. Pha đập rất mạnh của Bắc Giang cũng không qua được tay chắn của Sao Đỏ. Điểm 6-0. Ở sân bên kia, Từ Liêm đã thắng. Chính Từ Liêm ấy cào cào, khó chịu gì? Nó cứ cào cào đẩy bóng cứ chạm tay chắn rơi thôi mà. Không chắn chết mà chắn cũng chết. Nó có cần phải đập mạnh đâu. Thôi thì vào những vòng này là ok rồi. Vào bán kết là được rồi. Tông giải ba đấy. Đúng rồi.
riêng giải núi, riêng giải núi trúc là giờ ba hết. Anh Minh à, Từ Liêm thua Yên Nghĩa mà vào được bán kết đấy. Thua Yên Nghĩa vào được bán kết đấy. Thua Yên Nghĩa. Trận bán kết đầu tiên của trận hôm nay thì diễn ra như thế nào? Đội bóng rất tốt của Sao Đỏ điểm 9-8. Và Lâm Dương và Gia Lâm chúng ta đang khởi động. Là những trận thi kết thúc trận. Chúng ta sẽ thi đấu trận bán kết đầu tiên. Hai đội Từ Liêm và Gia Lâm. Pha đập bóng rất mạnh của đội Bắc Giang. Hàng chắn của Sao Đỏ hỏi đi đâu nhưng bóng lại nọt càng. Đánh bóng rất tốt. Để mà đấu với Khôi Nguyên thì hơi khó. Có nhiều bài này anh có chiến thuật nhiều. Chắn bóng không tốt của Bắc Giang, bóng ra ngoài, điểm cho Sao Đỏ 10-10. Trận đấu rất găng co, giật nhau từng điểm một. Đập bóng rất tốt của Bắc Giang, chạm tay chắn ra ngoài, điểm 11-10 cho Bắc Giang. Bóng trong sân, điểm cho Bắc Giang 12-10. Bám chắn tốt của Bắc Giang, điểm 13-10. Bắc Giang là dẫn trước với Sao Đỏ 3 điểm. Đội Sao Đỏ xin tạm dừng hội ý lần thứ 2. Pha đá bóng rất mạnh của Sao Đỏ nhưng bóng ngoài. Điểm 14-10 cho Bắc Giang. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Mệt chưa? Nói chung là em lấy tập trung của ta khóc một pha đập bóng trong sân. Ôi chà. Theo sự quyết định của trọng tài, bóng trong sân 15-10. Đánh nhanh của Sao Đỏ, bóng trong sân, điểm cho Sao Đỏ 11-15. Tất cả anh em về hết rồi à? Về chuẩn bị đồ về nhà xa, ướp lạnh kia à? À đây bận lắm, không còn lại đánh được. Đông anh bảo này, về như là bia toàn âm 3 độ hết. Điểm cho Bắc Giang 16-11.
Pha đập bóng rất mạnh của Sao Đỏ nhưng bóng ngoài, điểm 17-11 cho Bắc Giang. Trời bắt đầu có tí đổi gió. Sao Đỏ xin tạm dừng ý, nhưng mà đúng như Hoàng Hải bình luận là Sao Đỏ đã hết quyền nội ý và Sao Đỏ xin tay người. Số 86 ra sân và số 9 ra sân. Bắc Giang phát bóng. Chắn bóng, chặn tay chắn, rơi tại sân. Điểm cho Bắc Giang 18-11. Liệu Bắc Giang có trả được đúng tỷ số như Sao Đỏ không? Bắc Giang phát bóng ra ngoài, điểm 12-18. Số 3 Sao Đỏ phát bóng. Pha đập bóng rất tốt, đánh bóng về y. Bên kia này không trắng. Số 86 đưa vào sân nhưng có pha bỏ nhỏ. Bóng ngoài sân, điểm cho Bắc Giang 20-12. Liệu có đúng như xét trước Sao Đỏ thắng Bắc Giang không? Bóng sát được rồi. Pha đánh bóng trong sân. Máy tính Phú Nguyên đánh nhiều bài lắm. Điểm Sao Đỏ 13-20. Và gọi bóng rất tốt của số 7 Bắc Giang. Chắn bóng ngọt càng vào set 3 mất rồi. 1-1 set trước, Sao Đỏ vượt qua Bắc Giang với tỷ số 21-12. Set sau, Bắc Giang vượt qua Sao Đỏ với tỷ số 21-13. Tranh giành nhau có một điểm. Mừng giải bóng chuyền núi Trúc lần 3 lứa tuổi U35 cộng tất cả các đội. Năm nay tham gia toàn những đội hình rất là mạnh. Sao Đỏ hô rất to, Bắc Giang có trả lời được không? Rất hoan nghênh là chiều ngày nay thời tiết rất nắng nhưng bắt đầu có tí gió đổi rồi. Gió đang vù vù về tại sân Ninh Sơn. Xét 3 của Bắc Giang gặp Sao Đỏ bắt đầu. Hai đội bắt đầu xuất phát từ đầu tiên. Điểm. Pha đập bóng rất mạnh của số 7 Bắc Giang. Chỉ có rất là mạnh. Không thấy là không để ý thôi, không có chắn thì các hàng dưới quá khó thủ. Điểm Bắc Giang 1-0. Liệu Bắc Giang có lội được ngược dòng không hay là Sao Đỏ vẫn giữ được tỷ số của mình?
pha cứu bóng rất nhiệt tình nhưng mà không được rồi. Bóng đã rơi rồi. Yep. 1-1 cho Sao Đỏ. Sao Đỏ phát bóng. Bỏ nhỏ. Cứu bóng tốt. Điểm Bắc Giang 2-1. Pha đập bóng. Trọng tài xác định bóng ra ngoài. Điểm cho Bắc Giang 3-1. Pha đánh bóng chạm tay chắn của đội Bắc Giang. Điểm sau đó 2-3. Pha đập bóng không qua lưới của Sao Đỏ. Điểm cho Bắc Giang 4-2. Nỗ lực cứu bóng mà cũng là không hiểu ý nhau của Bắc Giang. Điểm 3-4 cho Sao Đỏ. Chắn bóng tốt của Sao Đỏ. Điểm 4-4 cho hai đội. Đúng trước khi trận đấu có một khán giả nói đây là kỳ phùng địch thủ gặp nhau rất nhiều. Một pha đánh lại không hiểu ý nhau. Điểm cho Sao Đỏ. Sao Đỏ vượt lên rồi. 5-4. Đội Bắc Giang đã xin tạm dừng hội ý vì một tình huống bóng không hiểu ý nhau, hai người va chạm với nhau. Tâm ơi, đang đợi đội nào thắng ở đây à? Và đang đợi nào đội nào thắng ở đây là vào bán kết đúng không? Nhưng mà vẫn câu nói bảo thôi, Khôi Nguyên vẫn vô địch rồi. Đánh thế đỡ sao được. Lại cảm ơn Huynh. Trọng tài xác định bóng chạm tay Sao Đỏ ra ngoài. Điểm cho Bắc Giang 5-5 cho hai bên. Và đánh nhanh nhưng không thành công. Tiếp vẫn là đánh nhanh. Một pha phá chắn. Sao Đỏ phòng thủ rất tốt. Sang bóng an toàn rồi. Tiếp tục ai đây? Đẩy bóng. Bóng sang lại an toàn. Đánh từ bước ai? 8-6. Anh có những quả lã đại bác rất tốt. Sau khi xếp 1 là Sao Đỏ đã vượt qua Bắc Giang thì số 86 bảo sức khỏe. Sức khỏe không đủ đảm bảo nên đã nghỉ set 2. Set 2 thì Sao Đỏ lại bị thua. Và set thứ 3 anh vào, anh cũng đã kiếm rất nhiều điểm về cho đội Sao Đỏ. Điểm 7-5. Đó là những lời khiêu khích trong bóng chuyền. Nhảy chắn đi đâu nghe rất rõ. Điểm cho Sao Đỏ 8-5. Sao Đỏ phát bóng.
và bắt bóng rất khó. Pha bóng đập rất tốt của sao đỏ, điểm sao đỏ 9-5. Sao đỏ phát bóng những ba tầm này, sao đỏ phát bóng rất khó. Một pha phá chắn tốt của sao đỏ, điểm 10-5 cho sao đỏ. Nếu trận này sao đỏ vượt qua Bắc Giang thì sẽ gặp đội máy tính Hương Nguyên. Máy tính Hương Nguyên là một đội hình rất mạnh, đang là ứng cử viên vô địch của giải. Trận sau là Hoàng Hải sẽ dành riêng một trận đấu cho máy tính Hương Nguyên. Đập bóng qua quả lưới của Bắc Giang, điểm 11-15 cho sao đỏ. Đội Bắc Giang đã xin tạm dừng hội ý. Tầm này thì hơi khó rồi. Hồng ơi, cổ động viên không được quá khích. Cổ động viên này là gáy ác nhất đây này. Bây giờ nó có bộ quăng đánh rồi, quăng cục pin đây này. Đã hết giờ hội ý của Bắc Giang. Sao đỏ phát bóng giữa để mà lên chiến thắng. Sao đỏ chỉ còn 4 điểm nữa thôi. Và đập bóng lách chắn rất tốt của sao đỏ, điểm 12-11 rồi. Xin lỗi. Xin lỗi, là tỷ số đang là 12-5. Quá khó rồi. Càng nóng thì đập bóng lại càng về. Điểm cho điểm cho sao đỏ 13-5 rồi. Không thể cứu được. Bóng chạm chắn ra ngoài, điểm 14-15. Nghe tình hình này Bắc Giang có khi là buông mất rồi. Những tình huống bóng cũng khó. Trời này đánh không nhanh là mưa đi. Trọng tài xác định bóng chạm tay chắn, điểm cho Bắc Giang. Trận chung kết trong mưa, trong mưa phải có mưa. 6-14 cho Bắc Giang. Bên sao đỏ xin tặng người ngồi ý. Đâu, thì mình đã có bán kết một chút. Còn 2 trận bán kết nữa. Còn như bên kia là thành bán kết rồi. Đấy, đội Hương Nguyên đang đợi hai đội nào thắng thì vào bán kết đây. Bên kia bán kết. Bên kia đang này bán kết trước rồi. Trọng tài bắt lỗi bốc bóng, dính bóng của đội sao đỏ. 7-14. Đập bóng tốt của sao đỏ chạm chắn rơi ra ngoài, điểm 15-7 dành cho sao đỏ. Xin phép mọi người xuống live để quay trận bán kết thứ hai. Đội sao đỏ Chí Linh gặp máy tính Khôi Nguyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.